Đây là mấy cái món kiểu side dish của Hàn Quốc. Kiểu mọi người ăn rất là nhiều những cái món ăn kèm ấy. Đây là cá này, kim chi, rau, nước chấm. Đây là một cái chắc là dưa muối. Chắc là đây là trứng à? Không biết nữa. À kia là trứng này. Với cả... mình không biết để cái gì. Nó kiểu giống như một cái, không có cái vị gì nó quá là nổi bật lên ý. Nhìn chung là nó có kim chi trong này thôi. Ăn nó dai dai, thì dẻo dẻo. Nó hơi khác với mình tưởng tượng này, mình nghĩ là nó sẽ giòn hơn ý. Nhưng mà cái này thì nó thầm này. Đây mình cá rồi đó. Mình sẽ thử canh trước nha. Ngon lắm. Chung lắm. Nó khá là vừa phải. Mà mình nếu mà ăn với cơm nữa thì sẽ rất là ngon. Nhưng mà cái vị rất là biển. Ngồi ăn thử nha. Nhiều miếng to như Hàn Quốc luôn. Em to quá nhỉ? Your children is like ngon đấy. Để cho kinh đốc phải tám lên người. I read that. Are they most of them? Sạch sẽ luôn. Nóng nóng.
Ciao. Toàn hoa quả thôi mọi người ơi. Chôm chôm cái thứ này. Bây giờ thì bọn mình sẽ sang đường để đi đến một cái bánh, một cái cửa hàng bánh. Welcome to Little Italy. Wow. Okay, let's go. Chưa, let's go. Những cái khu này y như kiểu ở Hà Nội, những cái khu Tràng Tiền các thứ ấy. Y như trên Đà Lạt. Y hệt luôn. Các bạn có tin đây là New York không? Đây là Taiyaki. Thank you. Đây chính là cái kem cá. Bây giờ mình sẽ thử order đồ bằng tiếng Nhật nha. Hi. Aomori kajuku apple juice. Yeah, the apple juice. Sansai. Hi. Ankake. Rất là tự ươn. Thì chúng ta phải đến thử kìa. Kìa đâu? Vị nó có một cái vị rất là biển cả. Kiểu mới trong miệng ấy, nó trơn tuột vào ấy. Kiểu như mình hút mấy cái gì nhỉ? Mấy cái xúc xích vào mồm ấy. Mình thích ăn cái udon hơn là ramen. Đây là cái mình gọi là sansai nha. Và cái chấm điểm đó trong thang điểm 10 là 9 điểm đi. Chứ vô điểm là không cho cái thiểu. Đây là điểm do quán, phải do bát mì nha. Ngồi đặc đấy. Bây giờ thì mình sẽ thử cái bát mì đặc. Thì cái nước súp nó rất là đặc, như là súp, như kiểu cháo ấy mọi người ạ. Ăn kiểu như súp cua. Có một cái vị rất là lạ và vị gừng. Hình như đây là gừng. Nhưng mà đối với người không ăn nước loãng như không ăn cái kiểu đặc đặc như này thì mình sẽ cho nó 7 điểm. Rồi đây là kem Singapore. Không biết nhìn nào nhưng mà thấy cái vị nó rất là lạ. Chưa ăn. Là thì vị trứng muối, vị gì đấy, vị spicy. The best seller. Anything from the American classics or the Parma favorites menu are usually like higher selling. But salted pretzel caramel is probably the most popular. So can I have that? Yeah.
nữa. Nó kiểu rất chia đơn giản mà chả có topping gì cả. Trời ơi. Ôi trời đất ơi. Ôi nó ngon một cách kiểu vị rất là lạ lùng ý. Thế là béo vị sữa, rất là béo luôn. Và hơi hơi có vị mặn của muối. Đây kiểu salted caramel. Và trời ơi, ăn nó kiểu không giống những cái kem bình thường. Mà cái kem này ăn nó kiểu nó cứ mát lạnh ý. Không phải mát lạnh cái mùi của Bạc Hà mà là không biết tại sao nhưng mà nó cứ kiểu ăn như kiểu đá trào bột. Ôi mẹ ơi. Em đếm. Xong rồi cái này nó rất là ngon này. Cái nó có thêm cái giòn giòn ấy. Tức là cái bánh gì đấy, cái bánh quy. Ngon lắm ý. Với mình hơi chia cái giá nhưng mình nghĩ rất là hợp lý. Thì mình cho 9 điểm. Rất chia giòn và béo. Đẹp. Một điểm là do trừ cái hình nước là không đẹp lắm. Qua cái này đi. Mọi người bây giờ là 12:30 đêm. Và bọn mình vừa mới về sau một cái chuyến đi kiểu quá là căng thẳng. Thế mọi người không biết bọn mình đã trải qua những cái gì đâu. Rất chỉ là sợ, đáng sợ lắm. Và thế là mình quyết định uống một hộp sữa chuối mua ở cái cửa hàng Hàn Quốc. Đó. Cái sữa này thời kiểu mọi người rất là ca tụng ấy. Nên là mình sẽ uống thử nha. Mọi người ơi, thực sự thì nó chả ngon gì cả.